Còn mà 10 bữa thì nó bị accident. Không phải, cái đó nó hỏng, nó ruột rồi. Thì con biết, nhưng mà con cũng là thầy rửa đâu có sao mà con rửa thì không phải, tại nó tới giờ cái gì nó hội đủ cái duyên của nó tới cái giờ đó nó giống như đi cái duyên. Dạ. Ví dụ cái hột quẹt đi, đứa nó nằm yên ngày muôn đời nó đâu có lửa. Dạ. Nhưng mà nó nhờ cái tay con người cái thành ra nó bật nút nó mới có lửa. Dạ. Thì nói chung là thì đánh con là vậy đó, con không thấy không, không thấy là con phải ấy thôi à. Theo cái duyên của nó mà sống. Nhưng mà nếu cái duyên nó là cái duyên lành, có những cái nó 12 nhân duyên nó đi liền với cái thập như thị á, 12 nhân duyên nó đi liền với thập như thị, nó như vậy nó như vậy, và muốn nó khác hơn cũng không được. Mà có những cái thí dụ như mình biết cái duyên nó là xấu thì mình dừng, nó là cái là gọi là tu. Còn nếu cái duyên đó là cái cảnh, cái vật đó, thì mình chịu thôi à. Nó tới giai đoạn sanh già, sanh trụ dị diệt, thành trụ vậy không có muốn nó đâu có được. Con người mình bây giờ vậy là mà mình nó là cũng một dạng vật chất. Bây giờ có cái thức cho nên gọi là cái tâm thức, nhưng mình không đánh đá giá được tâm thức làm sao, nhưng mà nếu một khi cái tâm thức này nó không còn thì cái thân này nó cũng là một cái khối bất động, thì nó dạng vật chất chứ gì. Thân này còn không được hú gì mấy cái đó. Nhưng mà nói ngay thì mình sống cuộc đời mình phải bảo vệ cái gì cũng vậy, mình có phải bảo vệ, chứ bảo vệ mức độ vừa phải, chứ đừng có mình đậu đầu khổ rồi con cháu làm bể cái rồi la lối ôm sùm rồi phiền não rồi bức tức tiêu mà chết, thì cái đó là quá trớn. Đúng không? Ví dụ mình biết là cái đó của ông bà, của người xưa, mình muốn gìn giữ của người xưa để kỷ niệm, nhưng mà nó lỡ thì thôi, thì cũng rầy nó nhắc nhở nó là thôi con cẩu thả quá, sau này con đừng có làm vậy nữa, chứ mình đừng có rồi đánh đập rồi giận hờn rồi chửi bới rồi ngủ không được. Ý là thầy tập những lắm á, vậy mà có bây giờ cái sức khỏe vậy chứ không biết không. Hồi tối nửa đêm á, ngủ rất là ngon, ngủ ngon quá cái thành ra nó cũng đau cái đầu nữa, đau đầu quá trời, cái thầy mới xuống đây. Xuống đây mà ngồi cái máy chút xíu giống như mình tĩnh tâm nữa. Rồi cái nhớ là cái đi xuống uống miếng nước, cái lấy 2 viên Theranon luôn. Biết sao nhớ là ngày hôm qua thầy bắt mưa, có mấy giọt mưa nó rớt kêu đầu ấu đi. Dạ, mời thầy. Còn cái chuyện mà Hùng nói giới thiệu người đến với thầy á, thì thật sự ra thầy nghe thầy cũng hoan hỷ, nhưng mà cũng có điều mà thầy nhắc nè. Tại ông với thầy ngang nhau mà mới xưng tiếng thầy cho nó có tình nghĩa, phải không? Chứ những ai lớn hơn tôi không có xưng thầy. Tại vì thầy quan niệm, thầy không có quan niệm là tín đồ đến để cúng dường. Dầu rằng thầy có cần tiền, thầy cần vật chất, nhưng mà không phải vì vậy mà mình đem cái đạo mình nó rẻ. Cho nên ai đến với thầy, thứ nhất là phải có cái duyên nhiều đời nhiều kiếp. Thứ hai á, là phải có cái tâm học đạo. Ngoài cái đó ra thầy không có làm gì khác hơn được. Tại vì thầy chuyện đời thầy không có, tuy rằng thầy nói ào ào chứ thầy không có tham gia. 10 mấy tuổi rồi tôi đã vô chùa. Tuy rằng thầy có chút lanh lẹ, có chút thông minh, và gia chạm với cuộc sống nó quá nhiều. Mấy mươi năm nay là 33 năm, 11 năm ở đất Mỹ, cứ như là tôi bầm dập, không biết qua đây một thân một mình. 8 năm trời bầm dập, tới năm thứ 9 mới gầy dựng cơ đồ. Vì hoàn cảnh mà gầy dựng cơ đồ, không phải là cơ đồ gì, có nghĩa là vì hoàn cảnh cho nên buộc lòng phải mua cái nhà nhỏ nhỏ để mình không còn khả năng nhà ở đậu, và cho tới bây giờ. Vì lý do đó thầy nói thật lòng á, là những ai Phật tử có duyên á, thì họ đến á, họ tới là gặp mình họ mến. Còn không có duyên với mình, họ gặp thầy họ ghét, và ở ngoài nghe tên thầy họ không có ưa. Thật sự tại vì Tại vì ông thầy thì ông dữ quá, sao ông nói thẳng quá, ông ngang tàn. Cho nên ý thì thành ra cảm ơn tấm lòng của quý Phật tử. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng họ giới thiệu để họ tới đây. Dầu rằng ví dụ như tới bây giờ là thầy không có chiếc xe thầy chạy, là lý do là tại thầy không muốn chạy xe, chứ không phải là thầy không có xe. Và đàn thầy nữa đó, thầy cái phương tiện mình nó chưa có đủ điều kiện, là giờ mình mua mình để đây chi rồi có bảo hiểm. Chứ cũng đồng thời có lúc, nhiều lúc cũng muốn có chiếc xe để cho Phật tử ở xa tới rồi họ có phương tiện họ đi lại. Nhưng vậy nó tốn có bảo hiểm uổng. Cho nên thầy cảm ơn tấm lòng. Hồi phía tôi dạy hồi phía tình cờ tôi có thấy cái tin nhắn không, người để gặp để trả lời. Thôi bây giờ mọi chuyện nó cũng tại qua con đâu có hiểu. Trên đường lái xe về thầy nhắc con này nhắc con kia đâu hiểu. Tôi mới về cái trời tự nhiên ông quạo ông la hai đứa nhỏ này tội nghiệp. Xong cái về tối bắt đầu ngồi yên lặng không có ai hết. Hai đứa nhỏ nào hai chó hả? Dạ. Đâu phải quạo. Thì nói chung là để không nói đây. Nói chung ra con về nhà con mới hiểu, trời ơi lại bị ông phá nữa rồi. Tại vì ông thầy của con á là rất là thương con, không muốn con rời khỏi cái đất này. Ổng muốn con theo ổng, giúp ổng nhà hoàng, với lại con cũng đã từng hứa với ổng tương lai á, con làm ăn thành công đó con sẽ mua đất đai để cho ổng phát triển ra chùa lớn. Tại vì ổng là cái đường của ổng đi á, là bảo tích, mà chùa bảo tích là giống như là kho bảo tàng, mà ở trong nhà trong chùa trời từng đầy. Thầy cũng đã từng nói với con mà đừng có mê tín quá. Con hiểu hết á. Bởi vậy nhiều khi đôi khi bây giờ một bên là vợ, một bên là vừa là thầy, vừa là sư phụ, vừa là cha, một bên là vợ, con đứng chính giữa. Trời ơi nhiều khi hai bên cứ quýnh nhau, con đứng chính giữa, người tổn thương là con thôi. Không, mà bây giờ thầy có lời nè, ông nói với thầy mới nói nè, mình là người thế gian thì phải giải quyết cái chuyện thế gian trước. Khi nó xong cái chuyện đời thì mới lo cái chuyện đạo, nó mới an vui. Còn cái chân mình nửa đời nữa đạo không có được. Cho nên người thế tục thì giờ Đức Phật đã nói rồi, nó chỉ có cần thiết là 5 giới vào tam quy, bao nhiêu đó cho nó tròn. Nhà cửa bỏ bê chạy lo cho chùa chiền không tốt. Nó có phước thì không tốt. Tại lý do nó làm cho gia đình mình nó phiền. Đúng, mình phải lo cho gia đình mình trước rồi mình mới đi ra lo cho cho nên chứ. Mình phải cố gắng những cái phiền não là mình xét lại mình. Có một phần là mình nghĩ sai, mà mình nghĩ sai cho nên mình làm, mình cái xử mình sai. Nói chứ cái chuyện nhà không lo, đi lo chuyện ngoài đường. Có nhiều Phật tử đi chùa cũng vậy đó. Cha mẹ thì không có lo lắm, cha mẹ không lo, chồng con không lo, cứ lo mấy ông thầy lo chùa. Cứ tối ngày vô chùa thắp nhang lại rồi còn về nhà hai ông Phật nhà ba mẹ nhà không lo. Mà bảo tôi đi tu mà quỷ nó phá. Không phải, thật sự không ai phá mình, phá mà chỉ có tâm mình đó, cái tâm của mình á. Tâm giống như tâm mà suy nghĩ bậy bạ, cái từ từ nó dồn vô thành tâm ma đó. Thật ra bây giờ tôi muốn yên lặng hơn là muốn động. Thật ra vì lý do thầy không có làm chùa, thầy không có muốn cúng kiến gì, chỉ một mình thầy tụng kinh. Ví dụ thầy khỏe lúc nào thầy tụng kinh lúc đó, thầy ngồi thiền lúc đó. Chứ còn ví dụ như giờ có Phật tử mà có giờ giấc nó bận bịu lắm, mà khi bận bịu như vậy thì nó không có thời giờ để mình tư duy, mình nghiên cứu, để mình giảng kinh thuyết pháp, phải không? Cho nên như hôm qua là tôi khai giảng lại, tôi nói cái bản hoài của người tu á là hoàng pháp vi giai vụ, lợi sanh vi bản hoài. Mấy mươi năm rồi, dù cuộc đời nó sóng gió cỡ nào đi nữa thì cái tư tưởng đó thầy không quên, là thầy nghĩ cái chuyện hoàng pháp và lợi sanh. Lợi sanh nó nghĩa là bây giờ mình tu mình làm cái gì lợi ích cho người, đừng có làm tổn hại cho người. Khi mà hoàng pháp đúng á, người ta đem cúng cho 1000 lượng vàng ăn không hề tội lỗi. Mà nói sai chánh pháp á, ăn một hộp cơm của đàn na, một bát nước của tín thí trả đủ á nha. Chứ đừng có tưởng. mấy cái chuyện này con biết thầy thương con, muốn giúp cho con, giảng cho con thành thêm một người thành công tương lai, nhưng mà mấy chuyện thầy giảng với con đều hiểu hết rồi, cảm ơn thầy, con đều nghe hết rồi. Nhưng mà nghe đâu quan trọng có thực hành hay không. Một ông thầy còn nào đó cũng có thể nói y như vậy, ma cũng có thể nói pháp y như Phật, đúng. Nhưng mà nó không có đủ cái lực thì cái người nghe nó cũng không thực hành được. Phải có cái duyên, ví dụ như thầy, bao nhiêu thầy đã nói cái chuyện đó ông nghe hết rồi, nhưng mà thí dụ tới một ngày đó một cái thằng khùng nó nói cũng cái câu đó mà có thể nó cái đời kiếp trước đó là thầy ông nói, lúc đó ông động. Khi mà ông động tâm á, động tâm nó không phải là động sao động mà động vô cái tâm thức của mình á, tác động của tâm thức của mình, lúc đó ông hốt nhiên đại ngộ. Chứ còn cái chuyện nó nghe là chuyện nó nghe, nói là chuyện nó nói. Nghe nhiều mà đôi khi nó quên, đôi khi lúc tâm bị động nó quên, không nhớ gì hết á, rồi nghe lại bắt đầu nhớ lại nữa. Cho nên những ai đến với tôi là lúc nào tôi cũng nhắc nhở, tôi khuyên á. Còn cái chuyện mà các anh em không làm là chuyện của anh em mà khuyên á. Có nhiều người, tôi cũng có nhiều người phản vậy, họ phản mình, nhưng mà không phải họ phản mình là hết duyên á, nói tại họ hết duyên rồi đó, tại hết duyên thành ra cái giáo đa nó thành quán, đúng không? Hết duyên là họ đi thôi. Mình cứ làm tròn cái trách nhiệm của mình, cái tâm của mình nghĩ như thế nào mình làm, không mình phụng sự hết khả năng đi, còn cái gì nó đến, nó đi à. Thì những khi mình đã phàm thì nó đến cũng hơi vui, nó đi cũng hơi buồn, nhưng mà không quá lâu. Mình nhờ cái pháp của Phật đó, là mình quán chiếu á. Bây giờ ông chở tôi đi 3 công việc rồi về, rồi tôi hết việc luôn, mai tôi không đi nữa. Chú Nguyên Quang, anh Quang thì anh đi công chuyện hồi anh về anh làm. Nghĩa là ngày mai không có đi không, hay nói rồi không đi? Dạ. Ngày mai có đi xa không, hay nói rồi không đi? Chắc chưa đi được. Ừ. Cũng phải đi thôi nhưng mà chưa đi được. Chắc lẽ là bữa nay là con có 3.000 trong túi vậy đó, mà bị ói đưa con tiền cái tiền. Tối ngày cứ tiền. Giờ con hỏi thầy đi là con có tiền trong túi.